Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Chẳng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Văn đà ni chê thi văn sắp, đăng sắp, bát thà nê, su pháp thiết thi tăng, Sāri-ri-ka-thā tu ma ha bo thinh bút tha ru pang sa ka lăng sa đa. Con xin thành kính đảnh lễ tất cả bảo tháp, ngọc sa lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati to, cha thi thầm mầm hi cha thình anati to, Marana thầm mầm hi maranang anati to, sắp bề hi nề thi về hi mana bề hi na na pha vô, vi na pha vô cầm ma sa cầm hi cầm ma đa gia đô, cầm ma yô ni cầm ma bàn thu cầm ma pa ti sa ra nô, yang cầm măng ca ri sa mi cầm ya năng wa pa pa căng wa Tassadaya do Savisamiti. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sát đề sát ta á quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia tách cha hòn tu a ni kha hòn tu di kha chú ca hòn tu a rô ga hòn tu sâm phát tì sa mít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ran tu đúc kha phát ta cha nít đúc kha pha gia phát ta cha nít pha gia so cắp phát ta cha nít so ca hòn tu sắp Đề Tỳ Pa Ni Nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thà Giá. Con thành kính đảnh lễ sư trí đức cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Kính mời quý vị cùng với con tác bạch để cùng thọ trì tâm quy và ngũ giới. Ca sa ma yang phan te quy sum rác ca na pa ya ti sa ca ne na sa ha panh cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam pe ma yang phan te quy sum rác ca na pa ya ti sa ca ne na sa ha panh cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần nhì, ta ti yam pi ma yam phan te quy sum rác ca na pa ya ti sa ca ne na sa ha panh cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba,
Dạ con kính cung thỉnh Ngài Trí Đức truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con. Con xin kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sân Khai. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào Sư Thần Mai, Quân Phước Sang, Sư Kim Nhung, Sư Mít Ta, Sư Khánh Kiểm, Sư Nhật Quỳnh, Sư Thiên Lạc và đạo hữu học trò. Quý vị nghe âm thanh rõ à? Xà thủ, xà thủ. Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sằng căn sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Di Dâm bi Bụt đăng sa đăng ca chê ha mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Di Dâm bị đấm măng sạch nâng cái chế hò mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Di Dâm bị sân cắn sạch nâng cái chế hò mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Di Dâm bị Bụt đăng sạch nâng cái chế hò mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Di Dâm bị đấm măng sạch nâng cái chế hò mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Di Dâm bị sân cắn sạch nâng cái chế hò mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti dầm phi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm phi thầm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm phi sằng khằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm phi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dầm phi thầm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần ba. Ta ti dầm phi sằng khằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sa ra nang gạch năng ni thi tăng a quy tam bảo toàn đủ chỉ có bấy nhiêu. À, ma phạm tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na chí ba ta quê ra mặt đi sĩ kho bất năng sâm ma dạ mi, còn xin vâng dự điều học là quy tránh xa siêu sát sanh. À, đinh na đa na quê ra mặt đi sĩ kho bất năng sâm ma dạ mi, còn xin quan dự điều học là quy tránh xa suy trồm cấp cà mê sumicha cha ra quê ra mặt đi sĩ kho bất năng sâm ma dạ mi, còn xin quan dự điều học là quy tránh xa suy tà hạnh mu sa wa đa quê ra mặt đi sĩ kho bất năng sâm ma dạ mi, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra yam mai cho pa mai đa tha nam về ra mặt đi sĩ kho bất năng sa ma dạ mi,
Còn xem bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayamachappamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Itmani ban chasikabhadhani sadukang katoangapamadena nityakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh yon tích, sì lê na phô khát sâm bác đài, sì lê na ni phu tinh yon tì ta sâm ai, sì lăng vị sô thát dê. Các chúng sinh đi sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhầm niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú lần thay, con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp đây con xin đọc sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamange na vande hang pa da pam sum wa ruttamang Buddhe yogalito do so buddho kamatutanamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham nang cha duy thang wa rang tham me yo khali to do so tham mo khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khang cha duy thop ta măng sang khê yo kali to do so sang khô khama tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng mít đến cho ngài, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con để cho đạo tràng chúng con được tròn phước báo ngày hôm nay. Dạ con kính thỉnh ngài. So atthalatho subhito varunaho bodhassa sane arogo subhito isaha sabbe nyadipi sa atthalatham. Subhita varunaha bodhassa sane aroga subhita hoi saha sabbe nyadipi te atthalatha. Subhita varunaha bodhassa sane aroga subhita hoi saha sabbe. Hệ nhà thị phiên cầu mong cho các
thiền tinh, được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu mong cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú lành thay, Akasattha cha kummattha deva naga mahetika punyang no anumodan tu chirang rakham tu sa sanang. Akasattha cha kummattha deva naga mahetika punyang no anumodan tu chirang rakham tu no garu. Akasattha cha kummattha deva naga mahitika punyang no anumodam tu chi rang rakham tu nya ta yo. Akasattha cha kummattha deva naga mahitika punyang no anumodam tu chi rang rakham tu panino. Akasattha cha kummattha deva naga mahitika punyang no anumodam tu chi rang rakham tu no sa da. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ ăn vui lâu dài, quyên thuộc tranh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cấp tấp bằng kia ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa di đa sê su gá tăng ca tăng về sát ta sanh ni nô át thi về cha sát ta a sanh ni nô ca tăng phun nha pha lăng mây hằng sắp đề pha ghi ta hoàn tu tê về tăng ca tăng suy đi tăng định năng phun nha pha lăng ma già về cha tát tham na cha nan ti đề hoa gạn tòa ni quê đa dùm sắp đề lô cam ni về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nu năng phô cha năng sắp đề la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thân nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương. Y đăng nô nhà ti đăng hồ tú su ký ta hồn tú nhà tá vô. Nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá tân nô phù nhân à sa quắc kha già quá hàng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sập làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng mê phùn nhằn nhít bà nát xá bách chá vô hồ tú. Chúng mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư trí đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền giao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chính pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng dâng quả phước này đến với chư tôn đức.
con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài, quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Gotama, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô, cũng do phước báo này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Với phước báo này, xin được phát sinh trí tuệ khắp nơi để phát triển cái việc tu tập để tiến lên đạo quả giải thoát. Và do phước báo mà chúng con đã trong sạch nằm đây, xin chi phước đến tất cả các chư thiên trên toàn thế giới, nhất là chư thiên đã bị mất vì bệnh dịch Covid. Và cũng chính với quả phước này, xin chi phước đến tất cả các bệnh nhân SO đang điều trị tại bệnh viện hoặc những khu cách ly đều được sớm phục hồi sức khỏe, tay qua nạn khỏi. Và cầu mong dịch Covid này sớm được kiểm soát để không có tăng như những cái ngày vừa qua. Nguyện cho khắp chúng sanh được an vui, thoát mọi đau khổ, cho được bình an hạnh phúc và cuối cùng được giác ngộ giải thoát. Dạ. Thời kinh Tam Bảo của con đã thọ giới đã hoàn mãn, con có gì trong quá trình đọc kinh có điều gì sai sót, kính con xin sám hối trước Tam Bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Bây giờ con kính dâng mít đến sư Trí Đức để sư giảng kinh pháp cú ngày hôm nay, và con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Kính lễ Chư Tôn Thiện Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 60 phẩm Ba La Quốc Giá, phẩm Hiền Ngu ha, hay là phẩm Ngu. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Rất thành đó, Tayasa Vanda Mi Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sopagaru Hichet Thako Lo Kasasatha Chanadam Mapu Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tinh tường, thông minh giáo, dân lương pháp trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng dân lương pháp trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ vĩ gia ta sát thu nô lô ca nó man tha sa vi na ca rô cô sáp pa nhu bá tháp bá đi bồ thi san nhá tô vam đà ma hành tăng na ra pù. Chân này rất cần pháp bảo vi duyên vàng Như Lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá xa xa quá khô xích khờ chú ca mô quá rá thầm má xích khá khô niên đà bá sân xa rí hà nà đá rô quá rô văn đà má hành tầm ná rá phù. Cha này giá cần Tăng Bảo trên bông Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa liệt hiểu pháp hàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ Tăng Hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tí giá tê chê nát sách khà mê ê tu á thá nàng thá xà bí à nú qua về nát xá hạ xà dê nát sách trả thú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Giá. Phẩm tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học ngày hôm nay ha, câu Phật ngôn 60. Chúng ta qua một phẩm mới, Ba La Quốc Giá, phẩm Ngu ha. Bây giờ chúng tôi xin đọc trước ha.
đi ca hai cha ra ra tô rắc ti đi ca hai cha ra ra tô rắc ti đi hai cha ra ra tô rắc ti câu số 2 đi khăn sân tát sa dù chát năng đi khăn sân tát sa dù chát năng đi khăn sân tát sa dù chát năng chúng ta ôn lại hai câu này đi khai cha ra ra tô ra đi đi khăn sân tát sa dù chát năng đi khai cha ra ra tô ra đi đi khăn sân tát sa dù chát năng đi khai cha ra ra tô ra đi đi khăn sân tát sa dù chát năng câu 3 câu 4 ha đi cô ba la năng sân sa rô đi cô ba la năng sân sa rô đi cô ba la năng sân sa rô à quý vị thấy câu số 3 này toàn là trường âm ha không có một đoạn âm nào trong cái câu số 3 rồi câu số 4 sát thầm măng áo quý cha na tăng sát thầm măng áo quý cha na tăng sát thầm măng áo quý cha na tăng ai chúng ta ôn lại câu 3 câu 4 đi cố ba la năng sân sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng đi cố ba la năng sân sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng đi cố ba la năng sân sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu này cũng có hai cái tập ha. Bây giờ cái đọc thứ nhất đi khai cha ra ra tô ra đi đi căn san ta sa vô cha năng đi cố ba la năng san sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng đi khai cha ra ra tô ra đi đi căn san ta sa vô cha năng đi cố ba la năng san sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai ngắn gọn hơn và dễ đọc hơn đi khai cha ra ra tô ra đi đi khăn san ta sa vô cha năng đi cố ba la năng san sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng đi khai cha ra ra tô ra đi đi căn san ta sa vô cha năng đi cố ba la năng san sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng à như vậy quý vị thấy trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha à, đó là vấn đề giọng kinh ha. Trong cái giọng kinh này thì ngài Hòa Thượng Minh Châu á ngày dịch theo cái thể thơ ngũ ngôn tức là năm chữ đêm dài cho kẻ thức đường dài cho kẻ mệt luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp à. Rồi đó là giọng kinh bây giờ qua giọng kệ khi mà chúng ta đọc giọng kệ thì chúng ta đa số là tâm đắc và khi tâm đắc một cái bài một câu hấp cứu nào đó
Và chúng ta thấy rằng rút ra nhiều bài học hay, có những cái chỗ mà nó đi vào lòng, tức là coi như thích khói, và khi đó cái giọng kệ của chúng ta mới hay. Còn nếu mà chúng ta kệ theo một cái vấn đề mà coi như trả bài thì chẳng qua là nguyên tắc. Còn mà khi mà chúng ta cảm thấy cái câu này hay quá, thích hợp với mình quá, và tự nhiên chúng ta sẽ chuyển qua cái giọng kệ, mà cái giọng kệ đó mình tự đọc, mình tự khen mình, mà ở ngoài đời ta gọi là tự sướng ha. Ví dụ thấy một cái cảnh đẹp nào đó, cái mình quay cái điện thoại lại, đưa cái mặt mình vô trong cái cảnh đó, rồi mình thấy ra cái cảnh đó đối với mình thích hợp, hoan hỷ, thì chúng ta đọc, chúng ta ngâm nga một cái giọng kệ, tức là câu Phật ngôn đó đi vào lòng người của chúng ta. Rồi bây giờ nói nhiều không tốt, bằng vấn đề thực hành ha. Đi kha cha ga ra tô ran tiền đi khăn san tát sa vô cha nằng đi khô ba la năng sang sa ru sa tham mang á quy cha na tăng đi ca cha ga ran tu ran tiên đi khăn san ta sa vô cha nằng đi khô ba la năng sang sa ru sa tham mang á quy cha na tăng đi kha cha ga ra tu ran tiền đi khăn san ta sa yo cha nằng đi khô ba la năng sang sa ru sa tham mang á quy cha na tăng. Rồi tay bàn tay xích mê ta này, xích kim nè, rồi xích kim nhung nè, rồi xích chưa đưa tay, xích thân thủy nè, xích hà. Wow, hôm nay quý vị quan hỷ quá cho nên đưa tay nhiều hơn. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 60. Đi kha cha gá ra tô rát tí đi khăn sang tát sa dù cha năng đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quý cha na tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đi kha cha là ba trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, tí đoạn âm, đi trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha cha gá ra tô rát tí đi khăn san tát xá vô cha năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đi khô ba la là 4 trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nguyên âm. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa rô hai trường âm thông thường, sát thăm hai trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, ná đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi khô ba la năng sang sa rô sát thăm măng a quý cha na tăng. Dạ, con xin đọc lại hết bài.
đi kha cha ga ra to ra ti đi khăn san tat sa yo cha năng đi khô ba la năng sang sa ro sát tham măng áo vi cha na tăng đi kha cha ga ra to ra ti đi khăn san tat sa yo cha năng đi khô ba la năng sang sa ro sát thầm măng avicha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Đi kha cha ga rạch tô ra ti đi khăn san tát sa yo cha năng đi khô ba la năng sang sa ro sát tham măng a vi cha na tăng đi kha cha ga ra to rat ti đi khăn san tát sa yo cha năng đi khô ba la năng sang sa ro sa tham măng a vi cha na tăng. Và con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú, câu 60, đó là câu đầu tiên của phẩm Ba Lá Quắc Cá, này dịch là phẩm người kẻ không khôn. Đừng nói kẻ ngu, nói kẻ ngu á. Có nhiều người khó chịu lắm thôi, nó không khôn là được rồi, không khôn, không khôn, cái chắc ăn. Rồi, không thấy thư nói gì trên hết, không nghe bà Tám đọc mau đi, thôi để con đọc mau đi. Cái này nhiều trường âm quá, dài, 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 đọc đứt hơi để lấy hơi thở. Con xin bắt đầu trả bài Kinh Pháp Cú số 60. Đi kha cha gá ra tô rắc tí đi khăn săn tát sa yô cha năng đi khô ba la năng xăm xa rô sắc thầm măng á quý cha na tăng. Đi kha cha gá ra tô rắc tí đi khăn săn tát sa yô cha năng đi khô ba la năng xăm xa rô sắc thầm măng á quý cha na tăng. Phân tích câu 1 và câu 2. Đi kha cha ba trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, rắc trường âm ngắn, tí đoạn âm. Câu số 2 phân tích. Đi trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh tát hai trường âm ngắn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Đi kha cha gá ra tô rắc tí đi khăn săn tát sa yô cha năng. Đi khô ba la năng săn sa rô sắc thầm măng á quý cha na tăng. Đi khô ba la bốn trường âm thông thường. Năng săn hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa rô hai trường âm thông thường. Câu cúng cười hai câu cuối cùng. Sắc thâm hai trường âm ngắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài rồi ca kệ và đọc dịch tiếng từ Pali qua tiếng Việt Nam do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Đi khô ba la năng sang xa rô sắc thầm măng á quý cha na tăng.
Bikacha garato rakti di kang sang tas sayo chanang di ko ba la nang samsaro sak tham mang awicha natang. Bikacha garato rakti di Bikacha garato rakti di kang sang tas sayo chanang di ko ba la nang samsaro sak tham mang awicha natang. Di kha ya ra ga to rak ti di khang sang tat sa yo cha nang di kho ba la nang sang sa go sak tham mang a wi cha na tang di kha cha ga ra to rak ti di khang sang tat sa yo cha nang di kho ba la nang sang sa go sắc tham măng ngà quy cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Đó là bản dịch sang tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có hai người vỗ tay vỗ chân kẻ ta. Trời ơi, thanh thủy cho cái bông bự bằng chảng luôn. Hay, thank you. Đó, phe ta ba người vỗ tay vỗ chân. Sư, con có nhân gì không sư? Có nhân gì sư cho biết, cho con biết nha sư. Quý vị ơi, tôi có nhân gì không? Quý vị nói cho nhân biết luôn nha. Dạ, cảm ơn sư, các sư, các cô tu nữ và quý vị đã lắng nghe. Và trời, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cũng như vỗ tay vỗ chân. Trời ơi, còn cây ăn ấy nữa cho mập ú luôn. Cảm ơn. Thôi, mời quý vị tới. Kế tiếp hình như là Hồng Thị Kim Nhung phải không? Không phải thì người khác ha. Xin cảm ơn. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Không biết đạo tràng con nghe được con nói không ạ? À, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Hoàng Thanh. Sư Kim ơi, không có nhân đâu ha. Đọc giỏi quá trời. Dạ con xin hơi nhỏ ha. Ở cái mức cơ thể hình như là nó vậy thôi á. Thôi đạo tràng quan hỷ nghe ha. Thủy mở lớn hết rồi đó. Thôi đạo tràng quan hỷ nghe đi. Ôi trời, nghe không nghe được à. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin đọc bài và phân tích cách đọc câu pháp cú số 60. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang xanh tát sa yô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sắc tham măng a vi cha na tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Đi, kha, cha, ba trường âm thông thường, gá, rá, hai đoạn âm, tô, trường âm thông thường, rát, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, đi, trường âm thông thường, khăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xanh, tát, hai trường âm nhấn, xá, đoạn âm, vô, trường âm thông thường, trá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang xanh tát sa yô cha năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Đi khô ba la, bốn trường âm thông thường, năng, xăng, hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa, rô, hai trường âm thông thường, sát, thăm, hai trường âm nhấn, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, quý,
hai đoạn âm cha, trường âm thông thường, ná, đoạn âm tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 60. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang sanh tắc sa vô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang sanh tắc sa vô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết trơn diệu pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 60. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khang sang ta sa yo cha năng. Đi khô ba la năng sang sa tham măng a quy cha na tăng. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khang sang ta sa yo cha năng. Đi khô ba la năng sang sa ro sat tham măng a quy cha na tăng. Con xin phân tích ạ, câu 1, câu 2. Đi kha cha là ba trường âm thông thường. Gá, rá, hai đoạn âm, tô, trường âm thông thường, rát, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, đi, trường âm thông thường, khăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang, táp, là hai trường âm nhấn, xá, đoạn âm, vô, trường âm thông thường, trá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi, đi, kha, cha, gá, rá, tô, rá, ti đi khang sang ta sa vô cha năng. Đi khô ba la bốn trường âm thông thường, năng sang hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa rô hai trường âm thông thường, sắt tham hai trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khang sang ta sa vô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khang sang ta sa vô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Đi khang cha ga ra tô ra ti đi khang sang ta sa vô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chơn diệu pháp, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Chuyên sư, con xin xuống mic ạ.
Alo, alo, dạ đạo tràng có nghe con nói không ạ? Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 60 ạ. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang sang tát sa dô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát thăng măng a quy cha na tăng. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang sang tát sa dô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát thăm măng a quy cha na tăng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Đi kha cha là ba trường âm thông thường, gá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm ạ. Đi là trường âm thông thường, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Đi là trường âm thông thường, khô, đi khô ba la là bốn trường âm thông thường, năng là năng sang là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa rô là hai trường âm thông thường ạ. Sát thăm là hai trường âm nhấn, măng là trường âm thông thường, á quý, con xin lỗi, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang sang tát sa yo cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang sang tát sa chô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi cho kẻ ngu không biết trơn diệu pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang san tát sa yô cha năng. Đi khô ba la năng sang ra tụ sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con có sai, con xin sư và quý đạo hữu sửa cho con. Con xin xuống mic ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn Kim Nhung và Thanh Hoàng đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 60 phẩm ngu. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang san tát sa yo cha năng. Đi khô ba la năng sang sa ro sát tham măng a vi cha na tăng. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang san tát sa yo cha năng. Đi khô ba la năng sang sa ro sát tham măng a vi cha na tăng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang san tát sa yo cha năng. Đi kha cha là ba trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, tí đoạn âm, đi trường âm thông thường, khang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang san tát sa yo cha năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đi khô ba la năng sang sa ro sát tham măng a vi cha na tăng. Đi
Khô, ba la là bốn trường âm thông thường. Năng, trường năng sang là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa, tô, hai trường âm thông thường. Sát, thâm, hai trường âm nhấn. Năng, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, úy, hai đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi khô ba la năng sang sa ro sắc thầm măng á ví cha ná tăng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 60. Đi kha cha gá gá tô rắc tí đi khăn san tắc sa dô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa ro sắc thầm măng á ví cha ná tăng. Đi kha cha gá gá tô đắp tí đi khăn san tát sa dô cha năng. Đi khô ba la năng san sa rô sắc thầm măng á vi cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Di kha cha ga ra to ra ti di khang san ta sa yo cha nang. Di kho ba la nang san sa ro sa tham mang a vi cha na tang. Di kha cha ga ra to ra ti di khang san ta sa yo cha nang. Di kho ba la nang sang sa ro sat tham mang a vi cha ni tăng. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Dạ con kính tri ân sư trí đức, kính cảm ơn đạo tràng. Xin mời chị Thủy, xin mời chị Thanh Thủy Trần ạ. Con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Con xin lỗi đạo tràng, cái âm thanh của con thì hơi nhỏ. Dạ, con xin lỗi đạo tràng, âm thanh của con hơi nhỏ, biết sao mà nó cứ rớt hoài. Ủa, không nghe hả Kim Nhung? Đạo tràng có nghe con được không ạ? Dạ thôi con đọc rồi con xuống á. Cha cha gá rát tô rát tí ti găng sang tát sá vô chá năng di gô ba la năng sam sa rô sát thâm măng á quýt cha ná tăng. Ok vậy ta. Ok. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa cô Thanh Thủy, mình nghe được nhưng mà hơi nhỏ thôi thưa cô. Dạ. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 60. Đi kha cha gá ra tô rát tí, đi khăn san tát vô cha năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng avijja na tăng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Đi kha cha gá ra tô rát tí đi khăn san tát sa vô cha năng. Đi kha cha ba trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, tí đoạn âm, đi trường âm thông thường, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san tas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi kha cha ga la tu ra ti đi khăn san tas sa vô chá năng.
câu 3 và 4. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng áo vi cha nát tăng. Đi khô ba la là 4 trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa trường âm thông thường. Rô trường âm thông thường. Sát trường âm nhẫn. Thâm trường âm nhấn. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quý hai đoạn âm. Cha trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi khô ba la năng sang sa rô sát thâm măng áo quý cha nát tăng. Câu đọc lại. Đi kha cha gá tu rát tít. Đi khăn san thát sa yô chá năng. Đi khô ba la năng sang sa rô sát thâm măng áo quý cha nát tăng. Đêm dài đối với kẻ thức, dặm dài đối với kẻ nhập, đường sanh tử rất dài, đối kẻ dốt chánh pháp. Con xin phép được kể. Đi khá cha ga là tu răn tí, đi khăn sanh tân xà vô cha năng. Đi khô ba năng, đi khô ba la năng sang xa lũ, sanh thâm măng a vị cha na tăng. Đi khá cha ga là tu lân tí, đi khăn san tân xa yu cha năng. Đi khô ba la năng sang xa ru, san tâm măng a vị cha na tăng. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con có sai xin ngài sửa giùm cho con và con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Cô tu nữ Tuệ Duyên chưa vào ha. Cô Phúc Hạnh cũng không có. Alo, còn vị nào đưa tay lên đọc nữa không? Câu 60 qua phẩm mới. Rồi, như vậy không thấy bàn tay nào hết. Hôm nay xin Nhật Quỳnh cũng bận rồi ha. Rồi thì duyên sự chúng ta lướt qua. Thấy bàn tay chiếc lá mùa xuân. Cũng còn mùa xuân chứ đâu phải đã qua thu rồi ha. Dạ con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính lãnh lễ quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 60. Đi kha cha gá ra tô rát tí đi khăn san tá sa yô chan năng. Đi khô ba la năng san sa a rô sát tham măng a quý cha na tăng. Đi kha cha gá ra tô rát tí đi khăn san tát sa yô chan năng. Đi gá cha là ba trường âm thông thường. Gá rá hai đoạn âm. Tô trường âm thông thường. Rát trường âm nhấn. Tí đoạn âm. Đi trường âm thông thường. Khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. San trường âm nhấn. Tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha cha gá ra tô rắc tí đi khăn san tát sa vô chánh năng. Đi khô ba la lăng san sa vô sát tham măng áo vi cha nát tăng.
Đi là trường âm thông thường. Đi khô ba la là bốn trường âm thông thường. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sang sang là trường âm đọc theo giọng. Sang là trường âm nhấn. Sa rô là hai trường âm thông thường. Sát là trường âm nhấn. Thâm là trường âm nhấn. Mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quý là hai đoạn âm. Cha là trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi khô ba la năng sam sa rô sát thâm măng A quý trà ná tăng. Con xin đọc lại. Đi kha cha gá ra tô rắc tí đi khăn thành tát sa dô cha năng. Đi khô ba la năng sam sa rô sát thâm măng A quý trà ná tăng. Đi kha cha gá ra tô rắc tí đi khăn thành tát sa dô cha năng. Đi khô ba la năng sam sa rô sát thâm măng a vi cha na tăng. Đi kha cha ga ra tô rát ti đi khang san tát sa yô cha năng. Đi khô ba la năng sam sa rô sát thâm măng a vi cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc, con xin mời vị kế tiếp có gì sai sửa sửa cho những con. Alo, Huynh Giang Nhật Hà chờ một chút nha. Rồi, rất biết lỗi Huynh Giang Nhật Hà. Xin chiếc lá mùa xuân. Có người nhắc một bên vậy mà cũng sai một chữ. Quý vị biết xí chiếc lá mùa xuân trong sự phân tích có chỗ nào sai? Có người nhắc rõ ràng vậy mà còn đọc sai, phân tích sai. Quý vị thấy sai chỗ nào? Alo. Im ru vậy. Nghe người ta đọc mà không có chú ý hả? Chữ sân sa rô. Sang sa rô là luân hồi ha. Chính trong sự luân hồi này chúng ta có những khuyết điểm. Mà cái khuyết điểm mà chữ sang này mà lại nói đó là trường âm nhấn. Chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa rô hai trường âm thông thường. Alo, chi chiếc lá mùa xuân ha. Ba la năng hai trường âm thông thường, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chính xác. Rồi sang sa rô ha, sang sa rô thì ngược lại, chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm và sa rô là hai trường âm thông thường ha. Thì chữ sang sa rô, chữ sang này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ không phải là trường âm nhấn ha. Nghĩa là ở một bên sát bên nhắc hoài vậy, còn ra to nữa. Vậy mà cũng bị phân tâm ha. Sa thủ, nhắc nhiều quá nhưng mà nhớ, nhớ không hết hả? Rồi, không sao. Rồi, Huynh Giang Nhật Hà, hôm nay đường truyền của Huynh Giang Nhật Hà đã hơi yếu nè, Chiếc Hà cũng yếu nè. Rồi, Huynh Giang Nhật Hà có mặt chưa? Rồi, mến chào cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với Pháp Hội. Nhưng qua dù có phụ đề hả? Rồi, xà thủ, để được Pháp Tràng, tuyệt vời. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào với tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 60.
đi kha cha ra ra to ra ti đi khang san ta sa yo cha năng đi kho pa la năng san sa ro sa tham măng a vi cha na tăng đi kha cha ra ra to ra ti đi khang san ta sa yo cha năng đi kho pa la năng san sa ro sa tham măng a vi cha na tăng đi kha cha ra ra to ra ti đi khang san ta sa yo cha năng đi kho pa la năng san sa ro sa tham măng a vi cha na tăng đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thấy bàn tay của cô tu nữ Phúc Hạnh, xin mời cô Nam Mô Phật Thầy. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con thành kính đại lễ đại đức Tệ Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 60. Đi ga cha ga ra to rát tí đi gần sang tát sa vô cha năng đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a vi cha na tăng đi khang sang tát sa vô cha năng đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a vi cha na tăng. Đi kha là hai, đi kha cha là ba trường âm thông thường, gá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm, san tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đi khô là hai trường âm thông thường, ba là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa rô là hai trường âm thông thường, sát thâm là hai trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á ví là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha cha ga ra to ra ti đi khang san ta sa yo cha năng đi khô ba la năng san sa ro sát tham măng a vi cha na tăng đi kha cha ga ra to ra ti đi khang san ta sa yo cha năng đi khô ba la năng san sa ro sát tham măng a vi cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Di kha cha đi cha ga ra đi kha cha ga ra to ra ti đi khang san tan sa yo cha năng đi khô ba la năng san sa ro sa tham măng a vi cha na tăng. Và con đã đọc và kệ và phân tích xong, có sai chỗ ngài
Nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Con kính tri ân Ngài đã bốt bài ạ. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 60. Đi Kha Cha Garato Ratti Đi Khăn San Tát Sa Yô Chan Năng Đi Khô Pa La Năng Sang Sa Rô Sát Tham Măng A Vít Cha Na Tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Dạ, con xin kể ạ. Đi Kha Cha Garato Ratti Đi khăn san ta sa yo cha năng đi khô ba la năng sang sa ro sa tam nga vi cha na tăng đi khá cha ga ra to ra ti đi khăn san ta sa yo cha năng đi khô ba la năng sang sa ro sa tam nga vi cha na tăng Đi khá cha gà ra tô ra tí Đi khăn san ta sa yô cha năng Đi khô ba la năng sang sa rô Sa tham măng a vi cha na tăng. Dạ, con xin hát ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Chỉ cần kiếm đưa tay ha, xà thú, để đức pháp trang, để đức đức cô chủ nữ phúc hạnh. Rồi đưa tay lệ lệ nha, chỉ cần kiếm, chỉ quan thanh. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, kính đảnh lễ Ân Đức Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ ơn đức sư và con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 60. Đi kha cha gát ra tổ trát tí đi khang san tát sa yo cha năng đi khô ba la năng sam sa rô sát tham măng a Avijja na tăng. Dạ con đọc lại. Đi kha cha. Hoàng đã còn chuỗi cái kiến kìa. Đi kha cha gà ra tổ trát tí đi năng sang tát sa chuột sa dô cha năng đi khô ba la sang đi khô ba la năng sang sa đô sắc thầm măng a chi a vi cha na tăng dạ con xin phân tích đi kha cha là ba trường âm thông thường gá rá là hai đoạn âm Tô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Đi là trường âm thông thường, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, san là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm.
âm, nam trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đi kha chát gát tô đát tí đi khăn sàn tát sát dô chát năng. Dạ, con phân tích hai câu tiếp theo. Đi là trường âm thông thường, khô trường âm thông thường, ba la hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sam trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa rô hai trường âm thông thường, sắc trường âm nhấn, tham trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý là hai đoạn âm, cha trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, tăng trường âm. Ủa, con đọc phân tích sai chỗ nào vậy? Á là á quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Y khô ba la năng sang sa đô sách tham măng á quý cha ná tăng. Nhà con đọc lại. Đi kha cha gát đá tô đắc tí đi khang san tát sa yô chát năng. Đi khô ba la năng sang sa đô sát tham măng á quý cha ná tăng. Dạ, con kể. Bữa nay cái kiến của con bị cái gì không biết nữa. Đi kha cha ga ha da to da ti đi khang san tan sa yo cha nang. Đi khô ba la ha nang sang qua đồ sát tham mang a vi cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Dạ, con đọc phân tích và kể xong rồi. Dạ, con có chỗ nào sai rồi con xin sư với quý đạo hữu sửa giúp con. Dạ, con xin dâng trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 60. Đi kha cha ga na to rat ti đi khang san tat sa ro cha nang. Đi kho ba la nang sa sang sa ro sa tham mang a quy cha na tang. Đi kha cha ga na to rat ti đi khang san tat sa ro cha nang. Đi khô ba la năng sang sa rô sát tham măng a quy cha na tăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khang san tát sa rô cha năng. Đi kha cha là ba trường âm thông thường, gá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, săn là trường săn tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, trá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4.
Đi khô ba la năng sang sa rô sát thầm măng a quy trà na tăng. Đi là chữ đi khô là hai trường âm thông thường, ba la là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa rô là hai trường âm thông thường, sắt là trường âm nhấn, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại thầm bà. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khang san tát sa rô cha năng. Đi khổ ba la năng sang sa rô sát thầm măng a quy cha na tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết trơn diệu pháp. Dạ con xin kệ. Đi khá cha ra ra tô rán ti đi kháng san tát xà rô cha năng. Đi khổ ba la năng sang xà rô sát thăm măng a quýnh cha na tăng. Đi khá cha ra ra tô ra ti đi kháng san tán xà rô cha năng. Đi khổ ba la năng sang xà rô sát thăm măng a quỷ cha na tăng. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai xin ngài Chí Đức sửa cho con và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thú Xích Quang Thanh. Sức khỏe của Xích Quang Thanh cũng không được tốt ha. Nhưng mà với sự nhiệt tình lên sinh hoạt trong room này, đây là một cái tinh thần mà vượt lên chính mình, một tinh thần tầm cầu học hỏi, chúng tôi rất là hoan hỷ. Trong sự phân tích thì rất là chính xác, nhưng mà trên cái giọng đọc thì quý vị cũng thông cảm sức khỏe ha. Nhưng mà sự tham gia đó là một điều mà chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Hôm nay đường truyền của anh Giang Nhật Hà có vấn đề ha. Siết Hà cũng vậy, khi nãy cũng té lên đớt xuống. Và Siết cô Tu Nữ Phúc Hạnh có một chỗ này mà là cô Tu Nữ Phúc Hạnh chú ý đoán âm thì đừng có kéo dài. Mà đoán âm mà chúng ta đọc nhanh, ví dụ như cuối câu 1 á, chữ tắt tí, chữ tí này không nên kéo dài. Nếu mà chúng ta kéo dài chữ tí á, thì nghe khi mà chúng ta đọc một cái dụng kinh ha, nó không có liền lạc với nhau. Ví dụ như thế này, rắc tí đi, rắc tí đi, tức là cái đoạn âm đó chúng ta phải nối qua bên trường âm, chứ đừng có kéo dài chữ tí. Đi kha chai rắc rắc tô rắc tí đi khăn rắc tí đi khăn ha. Chị ca cô dân nữ có khoảng chú ý như này nha. Rắc tí đi khăn san tát sa yo cha năng. Như vậy thì muốn cho cái giọng đọc của chúng ta mà nó trường âm đoạn âm mà nó liên tục thì không, chúng ta không nên dừng lại nơi đoạn âm, mà chúng ta phải đọc liên tục. Khi mà đọc liên tục như vậy thì chúng ta thấy rằng có một cái sự liền lạc hòa quyện lẫn nhau,
câu này tương đối dễ, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm, thì chúng ta nên đọc tới cái trường âm cuối câu số 2 dừng lại. Đi kha cha ga ra tô ra ti đi khăn san ta sa yo cha năng đi khô ba la năng san sa rôm măng á quý cha na tăng. Chúng ta chia ra làm hai. Thì như vậy cái dòng tập của chúng ta nó sẽ liền lạc. Còn quý vị, nếu mà kể một câu tám từ thì tám từ chúng ta chia làm hai và kể là một hình thức để cái âm thanh nó lên xuống cho nó hòa quyện lẫn nhau. Thì một lần chúng ta đọc hai câu, chúng ta đọc hai câu, câu lên câu xuống, như vậy thì nghe nó êm tai hơn. Còn nếu mà chúng ta đọc từng câu một cũng đúng vậy, nhưng mà từng câu một khi nào cái câu này nó dài, giống như kệ Thỉnh Pháp Sư ha, kệ Thỉnh Pháp Sư thì câu dài, chúng ta phải đọc trang nghiêm, chúng ta phải đọc chậm để có sự tôn kính ngài Sa Hầm Bát Tý, bởi vì đó là một vị thánh, một vị thánh, cho nên chúng ta tôn trọng đọc từng câu một. Còn ở đây một câu ngắn thế này thì chúng ta đọc một lần hai câu. Đi kha cha ga ran to ran ti đi khăn san ta sa yo cha nam. Quý vị thấy giữa rắc tí và chữ cha năng, tức là hai cái từ này nó nương nhau. Câu lên câu xuống. Đi kha cha ga ran to ran ti đi khăn san ta sa yo cha nam. Như vậy thì chúng ta thấy đọc một lần hai câu tương đối dễ chứ không có khó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự quận ha. Quý vị hôm nay rất là thành công, vị nào đọc cũng hay hết, tức là quý vị đọc tự tin và biết chỗ nào mình sai, chỗ nào mình đúng, nhất là phân tích về trường âm và đoạn âm, rất là tuyệt vời. Còn Sĩ Kim cứ thắc mắc nhân cái gì không biết nữa, bởi vì trong một cái bánh á nó có chỉ nhân á, thì quý vị biết rằng cái bánh nó ngon. Rồi cái bánh nào mà không có chỉ nhân là cái bánh đó là coi như bỏ đi. Đa số chúng ta ăn bánh có nhân. Còn có người ăn bánh mà không có nhân thì quý vị biết đó là loại bánh gì? Trả lời được không? Bánh nào mà không có nhân? Bánh nào có nhân? Mến chào chư Phật tử Hà Giang ha, vừa đến với Pháp hội. Nhóm Phật tử này có một thời gian chúng tôi đã vào cái room này để sinh hoạt, nhưng mà hôm nay sao cái nhóm Phật tử này lại đi lạc vô trong cái room này không biết nữa. Rồi đây là thăm hỏi bà con ở Hà Giang. Sĩ Kim bỏ chạy mất tiêu rồi hả? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng ha. Hôm nay Sĩ Nhật Quỳnh vắng mặt có vấn đề, thì từ vựng chúng ta sẽ lướt qua. Chữ đi kha, đi kha do cái từ đi kha, nó là một tính từ nữ tính ha. A karanta ichilinga, và chữ đi kha ở đây có nghĩa là dài, dài ngắn á ha. Rồi chữ cha garato ở đây nó đứng làm sở hữu các số ít, tức là sát thí vị phát tí e ca qua chẳng á. Cha garato tức là của người thức ngủ, của người thức mà ngủ. Đây này quý vị nghe cũng hơi khó ha, nhưng mà cái gì thức mà ngủ? Thức mà ngủ của chữ rắc tí,
nó là một danh từ nữ tính, ý karanta itilinga, có nghĩa là ban đêm. Người ban đêm mà coi như là thích ngủ, có nghĩa là coi như ngủ không yên giấc mà hay giật mình, hay mơ mộng, hay có một vấn đề gì đó mà người này ngủ không được. Ngủ không được có năm vấn đề. Có năm vấn đề ngủ không được. Một là ông vua. Ông vua ngủ không được bởi vì lo cho đất nước, lo cho dân tộc, lo cho cộng đồng mà ban đêm ông ta ngủ không yên giấc. Rồi thứ hai là người nam ngủ không yên giấc là họ tương tư, họ nhớ đến một người nữ nào đó, cho nên họ ngủ không yên giấc, tức là cứ thao thức hoài. Rồi người thứ ba ngủ không yên giấc, đó là người nữ nhớ đến người nam ngủ không yên giấc bởi vì cái mơ mộng, cái nhớ tưởng tư. Và cái người thứ tư là người ăn trộm, thao thức không ngủ được bởi vì trong cái sự rình mò để trộm, để ăn trộm đồ của người khác, thì cái đêm đó nó chập chờn, nhiều khi đầu hầm khoát quách, tư tưởng cứ thấy ai để của rơi là đem về cất giữ dùng cho người ta. Cho nên có những cái mưu đồ ban đêm rất là ít ngủ. Đó là hạng người thứ tư. Hạng người thứ năm ngủ không được là ai? Đây là trường hợp của những vị hành giả, những vị tỳ khưu, vì sự sống của sanh tử luân hồi, vì cái khổ, vì cái nạn dịch mà người này tháo thức, thấy rằng hít vô thở ra là hết một ngày, mà thở ra không hít vô là hết một đời. Cho nên vị này thấy cái mạng sống có giá trị, cho nên quý trọng từng giờ phút, cho nên vị này thao thức, thấy tử thần xuất hiện trước mặt mình nó là nhan nhản. Cho nên cái vị này quán về những cái vị thiên sứ đó mà không dám ngủ. Thì ban đêm những cái kẻ nào mà thức thì nó nằm trong năm trường hợp này. Rồi một tí nữa duyên sư sẽ cho biết cái người mà ngủ không yên giấc đó không phải là chúng ta, mà một trong năm hạng người đó là một vị vua. Rồi câu số 2, đi khăn sanh ta sẽ vô cho năng. Chữ đi khăn cũng do chữ đi kha, cứ nghĩa là dài. Sanh ta sa, sanh ta sa, ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ. Đối với kẻ đã mệt, kẻ đã mệt mỏi, của người quá mệt mỏi, chữ sanh ta sa. Rồi chỉ vô cha năng, vô cha năng do cái từ vô cha ná. Vô cha ná là một danh từ trung tính, akran tana pum sakalinga. Vậy vô cha ná này được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vì phát tứ hệ câu qua cha ná. Cho nên chỉ vô cha ná biến thành vô cha năng. Thì vô cha năng ở đây vô chà ná, vô chà ná tức là cái khoảng thời gian để mà đo lường. Thì ở đây cái câu này có ý nghĩa rằng đi khăn sanh tát sẽ vô chà năng một do tuần. Vô chà ná là một do tuần, mà một do tuần là 16 cái số. Một do tuần là dài đối với kẻ mệt. Người ta nói đường dài cả ngàn bước chân, nhưng mà chúng ta chỉ biết một bước chân mà thôi. Chứ đừng có nghĩ là một ngàn bước chân là mệt quá, nghĩ đến số đó quá mệt, mà chúng ta chỉ biết từng bước chân mình bước mà thôi. Rồi câu số 3, đi khô ba la năng sân xà rô. Đi khô cũng do đi khác, cứ nghe là dài. Ba la năng do cái từ ba lá. Ba lá là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Chữ ba lá được chia theo sở hữu cách số nhiều,
tức là sát thí quy pháp thí bổ qua trần á, cho nên ba la biến thành ba la năng. Ba la năng là của những kẻ ngu, của những kẻ ngu. Và chúng ta nên nhớ ở chỗ này hay nhầm lẫn chữ ba lá và chữ ba lá. À, chỉ có một dấu huyền ha, một dấu huyền, nhưng mà ba lá có nghĩa là sức mạnh, còn ba lá thì ở đây có ý nghĩa là kẻ ngu, người thiếu trí. À, ngài hòa thượng dịch ở trên này luôn hồ dài kẻ ngu, nhưng mà có người không đồng ý, nói rằng cái chữ kẻ ngu này nghe nó thô, à, mà phải dùng là người thiếu trí tuệ chỉ cho nó dài vậy. À, ba lá là ngu thấy rõ ràng rồi, nhưng còn dám mất dịch, dám muốn hơn ngài hòa thượng, đó là kẻ thiếu trí rồi. À, như vậy thì chữ samsaro, chữ samsaro, samsaro ở đây nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga samsara. Và samsara được chia theo đối các số ít đu tỷ giáo vì phát tỷ câu với trần á, cho nên samsara nó đứng làm chủ từ, xin lỗi. Bạch Tham Á Ekavachana Quỳ Pháp Tí, Sansara biến thành Sansaro là luân hồi, sự di chuyển liên tục. Bởi vì luân hồi nó tượng trưng cho một cái vòng tròn, mà vòng tròn thì chúng ta thấy vô thủy, vô chung, nó tròn vo như vậy, không biết khởi đầu ở chỗ nào, cho nên gọi là luân hồi. Rồi cái câu cuối, sát tham mần áo trà nó tầng sát tham mần, sát tham mần, sát tham ma có nghĩa là diệu pháp. Pháp mà có chữ xa phía trước, sát tham mần là diệu pháp hay là chánh pháp. Rồi áo trà nó tầng, áo trà nó tầng do cái từ vichananta, bởi vì tiếp đồng ngữ á phía trước có nghĩa là không, mà vichananta là một hiện tại phân từ, trong khi biết hoặc là đang biết, nhưng mà có gì không trước ra, thì đối với người không biết, đối với người không biết. Vậy thì qua ý nghĩa chung để chúng ta thấy câu Phật ngôn 60 đêm dài đối với những người thức ngủ, một giao tuần là dài đối với kẻ mệt, luân hồi là dài đối với những kẻ ngu không biết chánh pháp. Rồi xin lặp lại ha, đêm là dài đối với kẻ thức, một giao tuần là dài đối với kẻ mệt, luân hồi là dài đối với những kẻ ngu không biết chánh pháp. Rồi ngài hòa thượng Giới Đức, ở đây không nói về ngài hòa thượng Giới Đức mà ngài hòa thượng Viên Minh hôm nay xuất hiện với thơ lục bát thế này, trong câu Phật ngôn 60. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi, đôi vai lữ hành, ngu nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Ngài Viên Minh vừa dịch hay hơn ngài Giới Đức ha. Hay là lâu lâu ngài Viên Minh xuất hiện rồi thấy cái bài thơ này đặc biệt. Người mất ngủ thấy đêm dài, đường xa mệt mỏi, đôi vai lữ hành, ngu nhân chẳng thấy pháp lành, luân hồi nào biết mối manh nẻo về. Đó là lối dịch của ngài Hòa thượng Viên Minh. Còn ngài Hòa thượng Minh Châu thể thơ Ngũ Ngôn, tức là năm chữ: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt,
luân hồi dài, kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Ai như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Quý vị có thấy hôm nay chúng ta đã nhanh rút gọn, bởi vì trong cái phần duyên sự nó hơi dài, quý vị thông cảm ha. Duyên sự hơi dài, chúng ta rút ngắn thời gian để chúng ta có một khoảng trống, những sự thắc mắc chúng ta có thể đưa lên ha. Rồi, quý vị hoan hỷ tại sao câu Phật ngôn này xuất hiện, và xuất hiện tại đâu, đối tượng là ai. Quý vị hãy ghi nhớ những điểm này, để rồi khi mà chúng ta thảo luận tâm đắc về câu Phật ngôn này và biết xuất xứ ha. Câu Phật ngôn 60, câu Phật ngôn này khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên Chetavana thì Ngài đã đề cập đến một thanh niên và liên quan đến Đức Vua Vasenadikosala. Alo, quý vị hãy ghi dùm. Cái vị vua Vasenadikosala viết sao cho đúng chữ này. Alo, đọc thì hay quá mà viết làm sao mà cho đúng nè. Để rồi khi mà chúng ta viết đúng, chúng ta biết rằng câu Phật này, cái ông vua này bị Đức Phật la ba xê na đi, còn thêm ba chữ sao nữa chứ, ba xê na đi cô xa la này là biết ăn gian à, mới biết có hàng chữ à, thật sự ra hai chữ rồi. Ba xê na đi cô xa la rồi, xa tử xa tử sẽ không mai cũng chính. Ủa cái gì cô gì này, cô gì biết là cô á, cô á lá hả? Cô xa lá chứ, đừng có biết cô biết 19 vô nên khổ đến nè. Rồi chúng ta khi mà biết xuất xứ là tại chùa Kỳ Viên, và nhân vật được đề cập trong câu Phật ngôn này là Đức Vua Vasenadikosala. Trong một ngày quốc lễ, Đức Vua Vasenadikosala ăn mặc triều phục, tức là ăn mặc một cách bánh bao theo dòng dõi của vua chúa. Rồi trong cái ngày quốc lễ đó, ngự trên một con voi trắng thuần sắc, tức là bạch tượng, tên là con voi đó là Pundarika. Pundarika, Pundarika có nghĩa là cái bông xăng trắng, tức là con voi đó nó có màu trắng, nhưng mà được đặt cái tên cho nó là Bạch Liên, Pundarika. Rồi Đức Vua đi một vòng kinh thành với đoàn quân hộ tống tiền hô hậu ủng, đầy vẻ oai nghi trang lệ của một bậc đế vương. Quần chúng đi xem lễ đông nghẹt các nẻo đường, tiếng nói cười nhộn nhịp náo nhiệt. Họ bị quân dọn đường lấy đất lấy đá lấy gậy đánh đuổi. Tuy chạy tán loạn như vậy nhưng mà họ vẫn ngoái cổ lại để mình nhìn Đức Vua trong cái sự vinh hiển tột bậc, đầy đủ coi như là cái phước duyên mà coi như được đã trọng tâm để chú ý, ai cũng muốn chiêm ngưỡng Đức Vua. Rồi đúng trong cái ngày đó, vợ của một chàng thanh niên nghèo khổ nọ đang đứng trên tầng lầu thượng của một tòa nhà bảy tầng, nghe có tiếng Đức Vua ngự qua thì mở cửa sổ nhìn xuống. Ngay lúc Đức Vua cũng vừa ngước đầu lên, người thiếu phụ buộc thụt cái đầu vào, đóng cửa sổ lại. Nhưng mà Đức Vua mới nhìn thấy đã ngơ ngẩn, như là đang mong đợi cái mặt trăng rằm vừa khuất sau cái mây đen. Tương tự một đóa hoa hàng
lòng của Đức Vua vẫn thấy nóng nảy bồn chồn, ngồi thì chẳng vững trên cái lưng của con voi. Ngài mới đốc thúc cuộc diễu hành ở thành phố, mong rằng ô chấm dứt cho lẹ đi. Thì ở đây cái chỗ này, quý vị đừng có lầm tưởng rằng người ở trên cái tầng đầu cao như vậy là cái người sung sướng. Chúng ta thấy có những phòng trọ mà ở dưới tóc này tiền thì nhiều, mà những cái phòng mà trút ở trên cao tiền không bao nhiêu hết. Đi bộ lên cầu thang là thấy ngất ngư đào rồi. Cho nên cái cô nàng này ở trên đầu thượng cao vậy, nhưng mà thật sự ra là một người nghèo khổ, chứ không phải là nhà cao cửa rộng, ở trong nhà đó là mình là sang, mình là trưởng giả. Mà thật sự cô này là một người nghèo khổ ở trên cái phòng trọ tầng thứ 7. Khi mà Đức Vua về tới cung đình thì mới phán hỏi một cận thần thân tín. Lúc nãy tại chỗ đó Khanh có trông thấy cái tòa lục đài mà cẩm nhìn lên trên hay không? Và tâu bà hạ có thấy chứ. Thì khi mà nhìn đến trên đó, Khánh có trông thấy một nữ nhân không? Và tâu bà hạ thần cũng thấy luôn. Vậy Khánh hãy đến đó hỏi coi cô nàng đó có chồng chưa. Viên quan hầu cận thân tiến ra đi, rồi trở về báo cho Đức Vua biết rằng cô ta có chồng rồi, đại vương ơi. Thì Đức Vua mới ra lệnh: vậy thì Khanh hãy triệu chồng cũ của ta vào đây cho ta. Vị quan vâng lời Đức Vua, gặp chàng thanh niên nghèo khổ báo rằng: lại đây bạn ơi, Đức Vua triệu bạn vào triều. Chàng thanh niên thầm: cái việc này có liên quan đến vợ của ta rồi, khổ quá, có vợ đẹp làm cái gì không biết nữa. Rồi không dám trái mệnh của Đức Vua, anh chàng thanh niên đó vào triều rồi đứng chờ. Đức Vua mới kéo vào hỏi: này chàng thanh niên kia, chấm phong cho Khanh làm thị vệ quân nha. Muôn tàu vệ hạ, thần không dám nhận cái lãnh cái chức đó đâu. Xin cho thần ở ngoài thành phố hành nghề đóng thuế cho bệ hạ, thần chỉ quen với nó rồi, với cái lối sống bình dân như vậy rồi, chẳng không cần đến cái tiền của Khanh đóng thuế. Kể từ nay về sau Khanh hãy theo hầu hạ chấm. Rồi Đức Vua ban cho chàng thanh niên đó một bộ võ phục, một lưỡi gươm và một cái khiên. Người thanh niên mới nghĩ: nếu mà mình có điều gì sơ suất đối với Đức Vua thì phạm tội khi quân, chắc chắn là phải bị chém đầu. Thôi là phải đề cao cảnh giác mới được. Vì sợ tội chết, chàng thanh niên siêng năng hầu hạ Đức Vua. Đức Vua Vasenadi không tìm được cái lỗi nào của anh chàng thanh niên này hết. Thì cái tấm lòng mong hướng dục lạc lại càng tăng trưởng, nghĩ thầm rằng phải tìm cái cớ nào để buộc cái tội nó thì ta mới thỏa mãn tấm lòng được. Rồi Đức Vua triệu anh chàng thanh niên đến, nói rằng: này Khanh, Khanh hãy đi đến một cái địa điểm đó, cái đây độ Mục Do Tuần. Mục Do Tuần là cái chữ vô trà ná hồi nãy đó quý vị. Cái đây Mục Do Tuần, hãy xuống sông hái nhiều hoa sen xanh, hoa sen trắng, rồi lấy cái đất đỏ như là cái màu mặt trời bình minh, đem về đây vào buổi chiều cho kịp giờ trẫm tắm. Nếu mà Khanh để trì hoãn không về kịp lúc đó thì trẫm cứ lục mà gia hình. Người ta nói rằng thị vệ quân á là cái chức thấp kém nhất trong bốn cái hạng tu đòi. Và quả nhiên cái hạng làm mướn, ăn tiền chẳng hạn,
cũng có thể lấy cớ đau bệnh, mệt mỏi và suy nghĩ được. Còn thị vệ thì không được phép nghĩ, hãy lệnh vua sẽ khiến là phải thi hành, chứ không được thoái thác. Hiện chàng thanh niên này nghĩ rằng nhất định là ta phải đi đến đó. Nhưng một hoa sen xanh, hoa sen trắng cùng với đất đỏ như mặt trời bình minh chỉ có ở cảnh giới của Long Vương. Còn trên cái thế gian này thì ta biết tìm ở đâu đấy. Càng suy nghĩ càng sợ tôi chết. Chàng thanh niên về nhà bảo vợ: Mình ơi, cơm nấu chín chưa? Dạ thưa, vừa mới bắt lên nấu mình à. Chàng thanh niên không chờ được cơm chín mới nhắc xuống bảo vợ lấy cái vá súp cơm chưa có rau nước đổ vào trong giỏ, chan thêm cánh vào rồi mang theo cất bước lên đường. Trong lúc đi đường, cơm thì cũng vừa chín luôn. Chàng thanh niên này xớt ra một phần lớn, không rờ tay lấy mà chỉ ăn chút ít còn lại thôi. Khi mà đang ăn, thấy một người lữ khách đi đến, chàng thanh niên này mới nói rằng: Đây là cơm tôi xớt ra, chỉ ăn có chút ít, còn cái phần cơm này tôi không có đụng đến, thì xin mời ông hãy dùng lấy đi. Người khách lấy cơm dùng, thanh niên cũng dùng bữa, còn chưa lại một nắm cơm. Chàng thanh niên này đem bỏ xuống dưới nước, rửa mặt súc miệng xong và la to rằng: Cầu xin Long Vương, Kim Sĩ Điểu và Chư Thiên ngự nơi thủy quốc này, hãy nghe lời của tôi nói đây. Đức vua ra lệnh khiến tôi phải thi hành việc này. Đến đây lấy cho được sen xanh, sen trắng cùng với đất màu đỏ như mặt trời bình minh đêm về chiều. Tôi đã bố thí cho cái người lữ hành được 1000 phần phước. Tôi đã bố thí cơm cho cá ở dưới nước cũng được 100 phần phước nữa. Tất cả bấy nhiêu phước báo đó tôi xin chia hết cho các ngài. Xin các ngài hãy đem hoa sen xanh, hoa sen trắng và đất màu đỏ như mặt trời bình minh đến đây cho tôi. Người thanh niên đó đã la lớn lên 3 lần như vậy. Và Long Vương là chúa rồng ngự tại nơi đó, nghe tiếng của anh chàng thanh niên mới xuất hiện và hỏi rằng: Chú em nói cái gì vậy? Chàng thanh niên lặp đi lặp lại như trước: Vậy thì chú hãy chia phước cho ta với. Thì chàng thanh niên nói: Tôi cũng xin chia phước với ông. Và sau khi bản thân của chàng thanh niên bảo chàng thanh niên chia phước cho mình 2-3 lần như vậy, Long Vương qua nghĩ qua mới đem hoa sen xanh, hoa sen trắng và đất màu đỏ như mặt trời bình minh vừa mọc tặng cho người thanh niên. Trong khi đó thì Đức vua Vasenadi tính thầm rằng: Người đời có nhiều kẻ giỏi về chú thuật, nếu như cái thằng thanh niên này mà nó dùng pháp thuật kiếm được các cái món ta đưa ra, hoa sen xanh, hoa sen trắng và đất đỏ, thì mưu cơ của ta không thể thành tựu. Và Đức vua liền cho đóng kín các cửa thành ra vào. Sau khi kiếm được hoa sen xanh, hoa sen trắng cùng với đất đỏ, nhà thanh niên mừng quá, vội vã quay về cho kịp giờ Đức vua tắm gọi. Nhưng mà khi đến cửa thành thì thấy đã đóng chặt lại, không thể vào thành được. Chàng thanh niên yêu cầu tiếp xúc với thủ môn quan và bảo: Mở cửa ra, mở cửa ra, ta thực hành theo lệnh vua, đem những vật phẩm về cho vua tắm. Thì thủ môn quan mới nói rằng không thể mở cửa được. Đức vua đã xuống chiếu truyền lệnh đóng hết cửa thành đi vào sau có thi rồi. Thì anh chàng thanh niên nói rằng: Ta là không sai này, ta là chắc đu tá này, ta là không sai của Đức vua này, hãy mở cửa cho ta vào. Mặc cho thằng chàng thanh niên muốn nói gì thì nói, các quan giữ thành vẫn không mở cửa, bởi vì lệnh của vua
đã 3 ngày không vào được thành thì chàng thanh niên mới ngẫm nghĩ: bây giờ chắc chắn mạng của ta đã tuyệt rồi, ta phải làm gì đấy? Rồi chàng thanh niên đặt đất đỏ lên đầu cổng thành, cắm mấy cành hoa sen lên trên cục đất đó, rồi cất tiếng la lớn lên rằng: hỡi dân cư ngự trong thành, xin các vị hãy biết rằng đức vua sai tôi đi công cảng, tôi đã thi hành công vụ xong, nhưng bây giờ đức vua cố ý ngăn trở không cho tôi vào trong thành, bảo đảm là để có cớ mà giết tôi. La to như vậy đến rất là nhiều lần, la to lên rất là nhiều lần, rồi khăn cổ mệt quá, dành thanh niên nói: ta bây giờ đâu vậy? Rồi chỉ có những vị tỳ khưu có tiếng là từ bi vì ta thì có thể xin vào cư ngụ, nhờ các ngài coi như san sẻ để cho bớt đi sự đau khổ. Và quả thật những chúng sanh như chàng thanh niên này trong thời kỳ an vui thì không bao giờ nghĩ tưởng đến chùa, đến các vị tỳ khưu. Nhưng mà bây giờ lâm vào khổ cảnh thì mới có ý đi chùa, thật đúng với cái câu: đời máu lệ tràn đầy trên khóe mắt, thì ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Chàng thanh niên này nghĩ là không còn chỗ nào khác để mà nương nhờ, rồi mới đi thẳng vào trong chùa, kiếm một cái chỗ mà tương đối để nằm xuống ngủ cho nó khỏe thân. Đêm đó trong hoàng cung, đức vua Vasenadi không có ngủ được yên giấc. Đây là cái trường hợp mà tương tự rồi, vì hình bóng của người thiếu phụ vẫn ám ảnh tâm tư của đức vua. Đức vua chỉ mong trời mau sáng để xử tử chàng thanh niên kia, rồi đoạt vợ của chàng ta. Cũng trong cái đêm tâm tối đó, ở dưới địa ngục đồng sôi rộng khoảng 60 gia tuần, có 4 thanh niên bị đọa lạc xuống đó, đang bị nấu trong cái chảo dầu sôi, nổi lên chìm xuống như là những hạt gạo, từ trên miệng chảo chìm xuống đến tận đáy là phải trải qua một thời gian 30 năm, là phải trải qua 30 năm khác mới trồi lên tới miệng chảo. 4 chàng thanh niên này ngóc đầu lên thấy được nhau, mỗi người định nói một bài kệ nhưng mà nói không kịp, mỗi người chỉ nói được một tiếng rồi bị chìm xuống, lộn đầu rơi xuống dưới đáy chảo. Đường bằng khoăn thao thức thương nhớ, thì vào lúc nửa đêm, đức vua nghe được 4 cái tiếng la của tội nhân ở dưới địa ngục đó, giật mình kinh sợ, lo lắng tự nghĩ: đây chắc là cái điềm báo cho trẫm, hoặc là hoàng hậu sẽ ban ngà, hay là ngai vàng sẽ bị đổ nát. Vậy thế là suốt đêm hôm đó, đức vua Vasenadi không sao chợp mắt được. Mặt trời vừa mọc, đức vua cho triệu cái vị quân sư và phán hỏi: thưa quân sư, vào khoảng nửa đêm hôm nay trẫm nghe cái tiếng la thật lớn, rất là đáng kinh sợ. Trẫm không biết đó là cái điềm báo cái tai hại gì đến ngai vàng, đến hoàng hậu, hay là chính bản thân của trẫm. Cho nên trẫm mới triệu quân sư vào đây. Tâu đại vương, đại vương nghe được những tiếng gì? Thưa quân sư, trẫm nghe được 4 cái tiếng rời rạc: đú, xa, ná, sô. Xin quân sư hãy giải rộng ý nghĩa của những cái chữ này. Vì quân sư Bà La Môn là giống như một người đi trong đêm tối, chẳng nhận ra cái đường lối nào hết, sợ thú thật rằng mình không biết gì hết thì chứng tỏ mình là kẻ bất tài, sẽ mất cả uy tín và vọng lộc. Ông ta bằng nói bướng nè: tâu đại vương, cái điều này hệ trọng lắm. Thưa quân sư, cái gì vậy? Đây là cái điềm tai họa có liên quan đến thọ mạng của ngài.
Đức vua nghe lời bàn tán ẩu như vậy, tưởng chắc càng thêm lo, phán hỏi ông ta: thưa quân sư, có cách gì ngăn ngừa cái tai họa đó được không? Trong đại vương: có chứ, đại vương hãy bình tâm, đừng có lo sợ. Hạ thần thông suốt Tam Phệ Đà, cái gì hạ thần cũng biết. Vậy thì phải làm gì để tránh tai họa? Đâu vậy hả? Hy sinh người và vật, mỗi thứ là 100 để cúng tế, thì bệ hạ sẽ tăng thêm tuổi thọ. Ồ, sư cần những gì? 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò cái, 100 con dê, 100 con gà trống, 100 con heo, 100 đồng nam và 100 đồng nữ. Ồ, như thế là mỗi là chúng sanh, ông Bà La Môn xin Đức Vua cho bắt đủ cả tâm. Vì ông nghĩ rằng, nếu mà ta xin Đức Vua bắt dân chúng nạp thú rừng, thì họ nói rằng ta có ý bắt để ăn thịt. Nên ông ta mới xin Đức Vua cho bắt cả voi, ngựa và người là như vậy. Đức Vua nghĩ thật, ta phải tiên bảo kỳ thần, tức là phải tự lo cho mình trước tiên mới được. Và thế là sợ chết, vua mới hạ lệnh bắt tất cả chúng sanh trong mau. Lệnh của Đức Vua ban xuống, cấp dưới lập tức thừa hành, bắt hoặc hy sinh nhiều hơn con số đã ấn định. Trong cái kinh mà liên quan đến cái sĩ Cô Xá Lá, có đoạn đề cập đến việc đó như thế này. Thời kỳ đó thì Đức Vua Vajrayana dự bị cử hành đại lễ bằng sinh vật, gồm có 50 con bò đực, 50 con bò cái, 50 con dê đực, 50 con dê cái. Tất cả bị bắt cột chung một cái cột để mà tế. Còn những nô lệ nam, nô lệ nữ, những cái phục dịch, công nhân của Đức Vua bị hăm dọa, sợ đòn, mặt đầy nước mắt, vừa khóc vừa lo sắp đặt công việc tế lễ. Dân chúng thương tiếc quyến thuộc của mình đã bị bắt, mà nay nấy khóc kể lễ, tiếng kêu la ồn ào hỗn độn, nghe như là cái quả địa cầu có trí giác cũng biết xót xa vậy. Khi đó thì hoàng hậu Mallika nghe tiếng dân chúng kêu la, mới vào triều kiến Đức Vua và hỏi: trong đại vương, đại vương vẫn còn nguyên vẹn đầy đủ lục căn, mà sao thấy đại vương có vẻ bơ phờ hốc hác như vậy? Này hả hậu, hậu không hay biết gì hết hả? Trẫm muốn biết con gái nè. Trẫm về hạ cái gì vậy? Ban đêm trẫm nghe những cái tiếng quái gở, trẫm cho triều quân sư hỏi, triều quân sư bảo rằng tai hại đến sinh mạng của trẫm, phải cúng tế người vật mỗi thứ là 100 thì trẫm mới được trường thọ. Trẫm nghe lời quân sư đã nè, để bảo toàn cái mạng sống nên đã ra lệnh bắt cho đủ tế vật để hy sinh. Nghe vậy hoàng hậu Mallika nói rằng: tâu đại vương, đại vương thật là mù quáng si mê. Dù sao đại vương cũng là một bậc ăn trên ngồi trước, là chúa của thiên hạ, hưởng lộc nhiều hơn cả mọi người, thì có lý nào mà đại vương lại mà có như là thiếu trí như vậy? Sao mà ái hậu khi dễ ta vậy? Tại sao mà đại vương nghe những cái lời của cái tên Bà La Môn mù quáng u si, tự mình muốn sống lại gây sự chết chóc cho kẻ khác, rất sự khổ sầu thảm khốc cho dân chúng như vậy? Ở trong chùa Kỳ Viên gần đây có Đức Bổn Sư đang ngự. Ngài là bậc đại hùng đại lực, là thầy của chư thiên và nhân loại. Các việc quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài đã thông suốt tất cả. Tại sao đại vương không đến học hỏi nơi Ngài? Khi đó thì Đức Vua giật thức tỉnh, đi theo hoàng hậu Mallika vào chùa.
và trong tâm thì cũng lo sợ chết, cho nên chẳng có nói năng gì hết. Đức vua chỉ đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi qua một bên. Đức Phật mới mở lời: Kìa đại vương, từ trên cõi trời hay cõi nào đến đây? Đức vua nghe vậy cũng làm kinh, không có trả lời. Hoàng hậu Malika mới đem mọi sự việc trình lên Đức Phật và Đức Thế Tôn. Đức vua nói rằng vào khoảng giữa đêm có nghe những tiếng quái dị. Hỏi quân sư thì ông ta cho biết rằng đó là điềm tai họa đến sinh mạng của Đức Phật. Nếu mà muốn ngăn ngừa và bắt hoặc hy sinh, mỗi thứ là 100 các cổ lấy huyết tế thần thì sẽ được trường thọ. Đức vua đã sai bắt nhiều chúng sanh, vì vậy con hướng dẫn Đức vua đến đây. Hoàng hậu nói: Thế có đúng không hỡi đại vương? Dạ bạch ngài, đúng ạ. Đại vương đã nghe thấy những tiếng gì? Đức vua mới nhắc lại những tiếng mà chính mình đã nghe. Đức Phật khi mà nghe vừa dứt lời thì đã hiểu rõ mọi sự việc, giống như cái làn chớp nó xẹt lên một cách nhanh lẹ. Đức Bổn Sư mới an ủi Đức vua: Tâu đại vương, đại vương chớ có sợ, chẳng có việc gì tai hại đến đại vương cả. Những chúng sanh tạo ác nghiệp muốn bày tỏ cái nỗi thống khổ của chính mình, cho nên mới nói lên như thế đó. Bạch ngài, họ đã làm những cái gì vậy? Để giải rõ những nghiệp báo của bốn chúng sanh đó, Đức Phật mới nói rằng: Thế thì đại vương hãy nghe lên. Rồi Đức Phật hướng về quá khứ. Lúc mà tuổi thọ của loài người là 20 năm thì Đức Thế Tôn có hồng danh là Kassapa Giáng Thế. Ngài cùng với 20 vị A-la-hán vân du khắp nơi, rồi người đến thành Varanasi. Dân chúng trong thành trú nhau từ 2-3 người hay là đông hơn, cùng họp nhau luân phiên để bắt dường thực phẩm đến các vị khách tăng. Thời bây giờ trong thành Varanasi có 4 vị công tử, con của nhà trưởng giả, nhà nào cũng có tài sản lên đến 400 triệu đồng tiền vàng. Họ giao du với nhau rất là thân mật, rồi thường hỏi nhau: Nhà của ta thì giàu có, tiền của ta thì để làm cái gì? Trong thời Đức Phật đáng còn tại thế, ngài vẫn du khắp nơi, chúng ta hãy bố thí, cúng dường, tôn thờ, lễ bái, hay là thọ trì tam quy ngũ giới. Nhưng mà không có cậu nào đề nghị như vậy. Một cậu thì nói lên rằng: Uống rượu nồng, ăn thịt béo, rồi chúng ta sẽ thả rong chơi, đời sống của chúng ta như thế cũng là thú vị lắm rồi. Cậu khác nói rằng: Phải đó, gạo thơm ngon như là hoa ngọc lan, rồi với nhiều món sinh hào hải vị, ta ăn rồi thả đi chơi. Cậu thứ ba thì nói: Ta bảo đầu bếp nấu cái món cà ri thập cẩm có đủ thứ gia vị, ăn rồi thì chúng ta đi chơi. Cậu thứ tư có ý kiến: Này các bạn, ta thì chẳng nấu nướng cái gì hết á, ta đem theo nhiều tiền, rồi thấy nữ nhân nào mà không hãm tiền, hễ mà ta cho ta vả tiền ra, chắc chắn là cám dỗ mua chuộc được, thì vợ con nhà của ai đó có thoát khỏi tay của chúng ta hay không? Hãy ba người kia tán thán. Và tất cả bốn cậu này chấp nhận đề nghị thứ tư. Từ đó về sau, hãy thấy phụ nữ nào có sắc đẹp là họ bỏ tiền ra quyến rũ, làm cho thất kinh mất tiếc mới nghe. Họ phạm vào cái tội gian dâm như thế trong 20 năm, đến lúc chết thì xa xuống đại địa ngục A Tỳ. Họ bị thiêu đốt trong đó suốt một thời gian không có Phật. Khi mà mạng chung do cái quả dư số, họ sanh lên địa ngục đồng sôi.
có 16 là 60 giờ tuần, từ trên miệng chảo chìm xuống đáy là 30 năm. Rồi trải qua 30 năm nữa mới trồi đầu lên được cái miệng chảo. Họ muốn nói chuyện nguyên một bài kể mà nói không kịp, chỉ kịp mở miệng ra là chìm xuống đáy chảo. Đại vương hãy nói, đại vương hãy nghe được những cái tiếng nào? Bạch ngài tiếng đú, tiếng xá, tiếng ná, tiếng bồ. Đức vua chỉ nói lên có một vài chữ đú không thì Đức Phật ngài mới trả lời. Xưa ta sống nhục nhở, chẳng bố thí bao giờ. Tuy có nhiều tiền của, không tạo chỗ nương nhờ. Tức là đút chi quý ta. À, chỉ một chữ đú ở đầu câu thơ thôi, tức là nói lên những cái hạnh nghiệp của mình đã va vấp trong quá khứ. Rồi sau khi giải thích bài kệ cho Đức Vua Vasena đi hiểu, Đức Phật mới hỏi tiếp: Đại vương, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư nghe những tiếng nào? Được Thế Tôn, những tiếng thế này: chữ xá, tức là sát thi quá xá. Ta ở 60 năm tròn đủ, nếu không lầm, trong địa ngục thọ khổ, chừng nào hết bị cầm. Và chữ thứ ba, chữ ná, nát chi ăn tù, không hết cũng không cùng, không thấy chỗ cáo chung. Bởi xưa ta tạo ác, tôi cùng với các ông. Rồi cái câu số 4 là chữ sô hằng. Nếu tôi được thoát thân, đầu thai làm thế nhân, hiểu biết giữ đủ giới, tạo thiền pháp nhiều lần. Lần lượt giải thích 4 câu Phật ngôn, 4 câu thơ đó. Tâu Đại Vương, bốn chàng trai khổ đó, mỗi chàng đọc một bài kệ mà đọc không kịp, chỉ mở miệng nói được một tiếng thôi rồi chìm xuống trong lòng chảo. Kể từ khi Đức Vua Vasena đi, Bồ Tát nghe tiếng của bốn chúng sanh ở trong địa ngục đó, cho đến nay đã hơn 25 thế kỷ mà họ vẫn còn đang chìm lên, lặn xuống mãi như thế. Khi mà nghe bốn câu kệ xong thì Đức Vua phát sinh sự kinh cảm. Đức Vua nghĩ thầm, cái nghiệp tà dâm quá thật là nặng nề. Đức Phật bảo rằng bọn họ bị thiêu đốt trong lòng địa ngục suốt cả một khoảng thời gian không có Phật, mãn kiếp lại sanh vào cái địa ngục đồng sôi, bị nấu luộc 60 năm, không biết đến thời gian nào mới được thoát khổ. Trong cái tâm tà vậy, yêu thương vợ của kẻ khác, đến nỗi trằn trọc suốt đêm mà không ngủ được. Từ giờ trở đi, ta sẽ không nuôi cái ý niệm tà dâm nữa. Và nghĩ rồi, Đức Vua bạch lên Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chẳng mới biết là đêm dài. Khi đó, anh chàng thanh niên là thị vệ quân đang ngồi nơi cuối hậu trường, nghe mới lời của Đức Vua, trong tâm mới nghĩ: ta gặp được cơ hội may mắn rồi. Rồi thanh niên mới đến bạch với Đức Phật: Bạch ngài, Đức Vua hôm nay mới thấy đêm dài, còn con ngày hôm qua chính con đã biết con đường là dài. Đức Phật đem so sánh hai câu nói của hai người rồi bảo rằng: đêm dài đối với một số người, đường dài đối với một số người, con đường luân hồi dài cũng đối với những kẻ thiểu trí ngu si. Và nhân đó, Đức Phật thuyết lên một thời pháp đề cập đến câu Phật ngôn 60. Phật ngôn 60 chạy đâu mất rồi, chờ chút nghe. Câu Phật ngôn 60: Đi khai cha ra ra tù ra tư đi khăn sàn tác sa dù cha năng đi khô ba la năng sa
sát thầm mằng âu trà nát tầng đêm dài cho cái thức đường dài cho cái mệt luân hồi dài cái ngu không biết chân diệu pháp. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, hiện trạng thanh niên đó chứng đắc thánh quả Tu Đà Vương. Và ngoài ra nhiều người khác cũng chứng đắc thánh quả, nhất là nhập lưu đại chúng thính pháp cùng hưởng được sự lợi ích. Đức vua Pasenadi Pusara đến lễ Đức Phật, nghĩ về nơi cột trụ một cột chúng sanh làm tế vật, truyền quân mở trói phóng thích cả người lẫn vật đã bị bắt để chuẩn bị hy sinh. Tất cả nam nữ và những loài thú đó được thả tự do, được tắm gội sạch sẽ, rồi ai trở về nhà nấy. Lúc đi đường họ ca tụng công ơn của Hoàng hậu Malika. Chúng ta được sống sót ngày nào cũng là nhờ ơn của Hoàng hậu Malika. Và chiều hôm đó các vị tỳ kheo tụ tập nơi giảng đường, khởi lên pháp thoại hiền trí thay bà Malika. Nhờ có trí tuệ bà đã cứu tử hoàn sinh cho bấy nhiêu mạng người. Đức Phật nghe đến giảng đường hỏi: hôm nay đề cập về vấn đề gì? Bạch Đức Thế Tôn tán thán trí tuệ của Hoàng hậu Malika. Và Đức Phật báo rằng chẳng phải chỉ bây giờ Hoàng hậu Malika có thể cứu tử hoàn sanh cho nhiều người, mà thở xưa cũng từng là như vậy. Để chứng minh việc này, Đức Phật đã kể lại sự tích là vị hoàng tử xứ Paranasi đi đến gốc một cây đa to khấn vái thần để với cây đó rằng: nếu mà thiên vương chứng giám trong cái cõi diêm phù này có 101 quốc vương và 101 hoàng hậu, nếu mà khi phụ hoàng tôi thăng hà, tôi lên kế vị ngai vàng, tôi sẽ lấy huyết của những cái vị vua đó để cúng tế cho thiên vương. Rồi khi người cha tăng hà, vị thái tử này được tôn lên vua, do nhờ vị thiên vương cầu hộ, ông vua này ông nghĩ vậy mà trẫm được lên ngôi cửu ngũ, vì trẫm phải lo việc đó là trả lễ cho cái vị tòa thần kia. Rồi Đức vua mới cử đại hùng binh đánh chiếm 101 nước, bắt luôn cả vua hoàng hậu, đem cột lại nơi gốc cây. Trong đó có một hoàng hậu của vua Ukasena tên là Thammadina. Vì bà này đang mang thai cho nên không bị bắt. Đức vua mới sai quân lính quét dọn xung quanh cái gốc cây, và tính rằng để cho bấy nhiêu người ở đây uống thuốc độc rồi sẽ hành quyết họ. Khi đó thì tòa thần gốc ca nghĩ là ông vua này cho rằng ta hộ hộ mà chiến thắng được 101 đức vua, bắt tất cả về đây mà giết họ để lấy máu mà tế cho ta. Ông vua này làm như vậy thì dòng dõi vua chúa trên cái quả diêm phù này phải bị tiêu diệt, mà gốc đa của ta cũng bị hoang ố nhiễm ô. Làm thế nào để cản cái vấn đề này? Sau khi quan sát biết mình không đủ khả năng, vị tòa thần này tìm các vị chư thiên khác, nhưng mà khắp thí tới bà gặp vị chư thiên nào, vị đó cũng đều khước từ hết. Vị tòa thần đến gặp tứ đại thiên vương, thì tứ đại thiên vương khuyên lên cõi đau lợi gặp đức vua trời Địa Thích: tâu thiên chủ, nếu ngài cứ ngồi con tay không chịu can thiệp vào thì dòng dõi vua chúa phải tận diệt, thì ngài hãy tế độ che chở cho con cho họ. Đức vua trời Địa Thích đáp: chính trẫm cũng không làm sao ngăn cản được, nhưng để trẫm bày cách cho khanh. Đức vua trời đã thức dậy rằng: bây giờ khanh hãy trở về vẫn y phục toàn màu đỏ đi,
để cho đức vua trông thấy, rồi khanh hiện hình từ trong thân cây bước ra đứng trước mặt đức vua. Khi đức vua mà thấy khanh thì nghĩ rằng cái vị chư thiên của trọng đã đến rồi, đã chứng minh cuộc lễ này trọng yêu cầu ngài nghĩa là ngồi yên đó để làm lễ. Chờ khi nào mà đức vua cầu xin điều này điều nọ thì khanh lại bảo rằng ngài trước đó hứa với ta là bắt đủ 101 đức vua, 101 hoàng hậu đưa đến đây lấy cái máu ở cổ họ để mà trả lễ cho ta, nhưng mà bây giờ thiếu một người thì làm sao mà ta nhận cái lễ này. Khanh cứ nói như vậy. Đức vua nghe xong rồi cái vị vua này đi bắt hoàng hậu Thamma Dina lúc đó đang có thai, nhưng mà cũng phải bắt cho đủ lễ. Khi mà được đức vua trời để chỉ bày như vậy thì alo xin lỗi hết giờ mà cũng có điện thoại, quý vị thông cảm ha. Alo, xin nhật Hoàng ơi, kết thúc đi. Xin hỏi, xin xăm hỏi đạo tràng. Rồi, xin nhật Hoàng. Dạ, sa thú nành thai. Con xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay và duyên sự câu pháp của kinh số 60. Dạ, cảm ơn thiền vũ cho nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức pháp trang, đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật mình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật mình kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật mình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con kính tri ân đại đức pháp trang cho con biết được tín hiệu. Dạ, con cũng thành tâm sám hối với quý ngài và đạo tràng. Do con chỉ đưa bài và con được Facebook lên thôi, con phải lên chánh điện. Dạ, sẵn con cầm mic ta nghe hay quá hả, nhưng mà ngài có gọi rồi. Dạ, con cũng xin phép, mà nãy giờ con vắng mặt nên con xin phép quý ngài đạo tràng con chia sẻ một chút xíu. Dạ, một chút xíu, tức là mấy ngày nay ở chùa Pháp Luân 1, 2, 3, dạ 4 đám rồi, dạ 4 đám rồi. Chết ở Việt Nam, bệnh Covid và hậu Covid. Mà người nhà ở bên này làm lễ như ngày hôm nay cũng vậy. Dạ, có cô đó sanh năm 1950, cũng vừa mất xong. Dạ, tội nghiệp đứa con gái lại vừa làm lễ, rất là thương tâm. Dạ, nhưng biết làm sao bây giờ. Dạ, đây là cái hoàn cảnh chung. Dạ, thấy những người mất mẹ Nhật Quỳnh rất là đau lòng. Dạ, đau lắm quý vị. Nhật Quỳnh đau lòng lắm. Những người mẹ này có người bằng tuổi Nhật Quỳnh, có người nhỏ hơn Nhật Quỳnh, nhưng mà rồi cũng mất mẹ. Thì cũng như Nhật Quỳnh, dạ, Nhật Quỳnh đã từng mất mẹ và thấy người khác mất mẹ rất là đau lòng. Nên là tất cả phước thiện nào mà tạo được, mà cầu mong là cho tất cả chúng sanh đều được an vui. Những gì nào đã từ trần thì được tiến hóa trong giáo pháp của Đức Hoa Cương Tâm Á, để bớt được sự đau khổ, bớt được sự luân hồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, con xin phép được hồi hướng đến giới chư thiên. Mặc dù con không có mặt trong buổi học, nhưng con đã có từ đầu giờ. Dạ, kính mong đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng ba phước mà quý vị đã tạo được. Nhật Quỳnh chỉ có chút xíu thôi. Dạ, chúng con thành kính dâng ba phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tâm mát được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng ba phước này
đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Nhất là chư thiên chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo lan truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hầu độ chư tôn đức phát thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm nguyên thành, và cũng giao quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng động niệm nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân đi ba nát sắp bát cháy vô hô tụ. Ý đăng quân nhân đi ba nát sắp bát cháy vô hô tụ. Ý đăng quân nhân đi ba nát sắp bát cháy vô hô tụ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chiêu tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an đạt, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài đi đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành trường Phật giáo Nam Truyền thành kính đại cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với tăng bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Đều kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu hỗ trợ cho rung Phật giáo Nam được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Dục Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Và con kính đảnh lễ chào tạm biệt quý ngài, chào tạm biệt đạo tràng, và con cũng xin phép được khép trong vài giây tới, con xin phép không có để bài kệ kinh tại vì cũng quá trễ rồi. Dạ. Cảm ơn đạo tràng, cảm ơn Sít Hà, con xin được xuống mít để con đóng rung ạ. À.